Mày lại có quỷ là giả Thúy An nữa đây. Thôi đi. Thầy cái đầu mày. Mày là ai mày khai liền. Thúy An. Cái giọng của mặt mày giờ Thúy An. Thôi đi. Mày là quỷ dương quỷ chúa là bổ là Thúy An phải thịt rồi mày. Cái đầu Thúy An hôm trước bị thi quỷ luôn rồi. Chúng ta hút mình lực mà chưa tính sao. Hello, xin chào mừng ông bà, cô chú, anh chị, các bạn đã trở lại cái YouTube của Sangha Vlog nha nhà. Thưa người thì hôm nay mình trở lại ngôi nhà này. Thì ở tập trước cái nhà mình thấy rồi là mình cũng ngồi mình xàm với con quỷ đầu bếp. Nó nói là mình kêu nó là làm kiểu như là nổi ứng cho mình. Nhưng lúc đầu thì sẽ nó là để suy nghĩ một ngày nữa, hôm sau nó sẽ quyết định là đi thoát hay không, hoặc là giúp mình hay không đó. Rồi tự nhiên cái mình vô mình nó hưởng độ cúng, cái mình vô mình định là nói chuyện nó chút xíu rồi bộ mình lừa nó, kêu nó tìm cái nơi mà quỷ chúa với lại Ma Dương đó nha, ẩn thân đó, để mình tìm đến. Nhưng mà chưa gì cả thì nó tự động đi thoát luôn. Thì cô chú anh chị ơi, thì ở kênh Săn Ma TV á, là hiện tại bây giờ có một cái vong cô bé 13 tuổi mang bầu, mà vừa rồi cái nhà mình xem ở bên kênh đó thì lại thấy một con quỷ tóc dài mặt rất là ghê đến nhà mình luôn. Và muốn bắt cái vong cô bé đó. Thì đó được biết đó, nó tự xưng nó là lính của ma vương nữa cả nhà. Đó. Thì thật sự cái đám này biết từ từ đến nhà mà luôn rồi mọi người. Thì cái cách mà phong ấn của mình này nọ rồi để giữ ngôi nhà thì thật sự thì hầu như không có khả năng như cái đám này mọi người. Thì hôm nay trở lại ngôi nhà này thì mình không biết là có vong nào hay không, đông linh hay không, thì mình cũng biết như thế nào nữa. Còn vấn đề mà nói về Thúy An thì chắc có lẽ là thật sự đã bị ăn thịt rồi. Mà nếu như điều đó xảy ra thì coi như là một cái gì đó, nói chung là do Thúy An không chịu nghe lời khuyên của mình để cái đứa bé đó dụ dỗ, mà đứa bé đó chính là cái vong của cái bà áo đỏ ôm với con già. Và bây giờ bà ta cũng đã đi thoát cái ông chồng bà ta rồi. Cái nhà này thì hôm nay á mình cũng chuẩn bị vào bên trong, và không biết có vong nữa hay không. Nếu không có vong thì thôi, còn nếu có vong thì mình cũng sẽ tiếp tục giúp đỡ thôi, biết sao giờ. Tại giờ đang mùa mưa, Tú thì hiện tại giờ không có đi nơi nào quay xa xa được hết trơn á, tìm những nơi quay khác xa xa cho nhà xem. Thì không đi, sợ đi á, thì đôi khi đi một cái đoạn đường rất là dài, chạy cả ngày trời, đến đó mưa tầm tã rồi quen được, là chạy về thì rất là cực khổ đó, cả nhà thấy rồi đó. Thì thôi bây giờ mình sẽ đi vào trong và xem thử hôm nay có linh ở trong nhà hay cái nhà. Thì cái nhà này. Thì bây giờ mình sẽ đi vào bên trong nha. Nữa là cái tình trạng này, cửa mở nữa. Mày lại có quỷ là giả thế ai nữa đây. Thôi đi thầy cái đầu mày. Mày là ai mày khai liền. Con Thúy An. Thúy An. Cái giọng bộ mặt mày giờ Thúy An. Con Thúy An. Thôi đi. Mày là con quỷ dương quỷ chúa là bổ nào thấy ai mới thịt rồi mày. Không phải con Thúy An. Cái đầu Thúy An hôm trước bị thi quỷ luôn rồi. Cái đó là tụi nó lừa thầy đó. Thôi đi. Đó là Thúy An à. Mày tưởng tao mày nghĩ tao tao thương Thúy An dữ lắm mày cứ nói là giả Thúy An lừa nó hoài vậy. Thiệt hôm đó là tao cái đầu Thúy An là tao đã xem xét rất là kỹ, đúng cái đầu thằng thiệt, tại trên cổ trên lưng nó tao trên cổ khúc cổ người ta còn thấy cái chữ vùa của tao viết trên đó mà. Mày là ai? Mày không là tao hết, tao là Thúy An hả? Con quỷ nào giả ra Thúy An vậy ta? Con Thúy An. Mày là Thúy An mấy hôm nay bị đâu? Mày bị bắt quân hậu chứ đi đâu? Bắt quân hậu cho ai? Ma Dương. Gì miệng tao vậy? Bắt linh hồn Ma Dương. Mà cái ông, cái bà áo đỏ, bà ta cũng nói là bị miễn thịt rồi. Mà tới cô Thiên Ma cũng nói miễn thịt rồi. Mà Thiên Ma ta đưa đi thoát luôn rồi. Khôn hồn hiện nguyên hình đi. Không tin con. Dễ gì tin mày. Đám bây giờ giả dạng ra con này con kia giống Thúy An quá trời ha. Mày giả dạng ra Thúy An với mục đích tiếp cận tao để làm gì? Tức thiệt. Tao mới tức thì sao tao bay hết chiêu rồi. Cứ cái chiêu mà giả Thúy An hoài vậy. Con không có giả. Con thiệt. Thầy không tin với con. Nói gì? Con chữ bùa. Chữ bùa hả? Mày có chữ bùa sao? Hôm đó Thiên Ma nói là cái lá bùa trên cổ Thúy An đã bị hết hiệu lực. Nó lừa thầy đó. Và Thúy An đã bị ăn thịt rồi. Không phải. Thì chấp nhận lừa tao đi, nhưng mà làm sao nó có cái đầu đó có chữ bùa trên cần cổ được. Thì nó biến ra. Nhưng mà khi tao làm phép vô cái đầu của Thúy An thì cái đầu nhẵn y như vậy, nó không có biến hình cái gì hết trơn á. Nó dùng phép thật. Phép thật nó cũng phải biến ra mày. Bây giờ nó học được cái phép mới. Thầy không tin hả? Thôi, thì tao khuyên mày nên hiện nguyên hình đi. Tại Thúy An đã biến thịt rồi. Thôi Thúy An kìa. Thôi Thúy An bây giờ dĩ dãn rồi biết không? Không còn ai thương mày ở đâu. Không còn ai thương mày ở đâu biết không? Con chỉ về không phải thôi. Vì sao? Mày mà làm việc Ma Dương rồi thì mày khỏi cần gì anh tao. Thôi mày ơi. Rồi con bé kia đâu? Con bé mày dắt đi đâu? Con dắt cho Ma Dương rồi. Ủa? Tự nhiên đang yên lành ở với tao. Mà tự nhiên bây giờ mày quay lại làm việc với Ma Dương là sao? Phản thầy hả? Cái con này là cái con ma Thúy An giả chứ đâu. Chứ làm gì mà Thúy An thật. Tiêu rồi. không tiêu à. Thúy An mới chịu gì mày? Mày hiện hình đi mẹ ơi. Tao giờ tao ngứa mình nè, mày hiện hình tao quýnh lộn mày xíu ơi. Tao đang lết là mày nè, đâu mày đưa lưng tôi coi thử. Chảy bùa của mày coi. Tao mà không có chảy bùa, quýnh mày bình đẻ luôn. Hử? 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 Mày biến cái bùa này đùa tao phải không mày? Không là thiệt đâu. Trời ơi, con nào cũng biết là Thúy An thiệt. Giờ phải là cách nào để... Con nhớ thằng anh con mới về thăm đó. Chứ bây giờ người ta đang đi bắt linh hồn rồi. Không có biết thằng gì ngõ đây. Thôi mẹ ơi. Mày bây giờ mày chở bắt linh hồn tao cũng bắt mày à. Tưởng như mày giúp quỷ chúa, mày giúp quỷ dương. Nó bắt mày được chưa? Hả? Ừ. Giờ tao bắt mày được chưa? Cho dù mày chấp nhận mà Thúy An thật đi nữa, tao bắt mày nữa. Tại vì mày giờ mày làm việc cho quỷ dương rồi. Mày cũng như là cái đám kia thôi, khác biệt chứ nào đâu. Tình nghĩa hay trò? Không có tình nghĩa hay trò gì hết. Mày đã làm việc cho ma dương rồi, mày là phản cho tao rồi. Muốn gì? Mày muốn lộn với tao hay gì? Hả? Biến rồi. Ê, quỷ giả Thúy An đâu rồi? Tiêu trời. Tính giả Thúy An lừa mình nữa này. Mà sao nó không có cái bộ anh lưng nữa ha. Là đứng đó mày. Mày sợ tao phát giác ra mày dậy phải không? Thấy không? Tao sẽ bắt mày là hiện nguyên hình. Mày đừng làm gì đó. Tao bắt mày hiện nguyên hình chứ làm gì? Mày là dông nào giả dạng ra. Cho dù mày là Thúy An tao cũng không bắt mày. Tại giờ mày đã làm gì cho ma dương, mày đã bắt linh hồn. Đúng không? Không. Mày mới nói tao có gà bắt linh hồn. Chạy hả mày? Tao bắt mày bằng được. Đâu nữa rồi? Đứng đây núp lên nữa. Mày khó chạy. Mày khôn hồn mà im ra tao bắt mày. Không. Dạ. Thúy An hả? Thúy An nào? Kìa, muốn lửa nữa. à. Mày cũng khá mạnh lắm, một tí ăn giả. Nó có thể vậy. Nhậu vô. Rồi. Bây giờ mà làm gì? Mày là thấy ăn giả đúng không? Không. Tao không biết. Mày thiệt sao quýnh tao? Thiệt sao quýnh tao? Mày bắt tao. Cái gì? Tại mày bắt tao. Ủa? Bây giờ mày làm việc cho Quỷ Dương thì cũng như là cái bọn kia thôi. Tốt nhất bây giờ mày, nếu mà mày còn nghĩ tình thầy trò của chúng ta thì bây giờ mày phải xuôi tay chị trói đi. Không. Tao bắt mày. Tao sẽ đi. Đi đâu? Cho nó. Như vậy là đang chống đối với thầy mày. Đúng. Thật nhiều để cho mày bắt. Mày buông trỗi ra. Mày giờ pháp thuật mạnh lắm mà. Bây giờ pháp thuật mạnh rồi, mày đâu sợ tao nữa. Mày lụm tao, bỏ tao trời lụm. Mày là con quỷ đâu giả dạng Thúy An. Mày khai. Mày là con quỷ đâu giả... Mày là quỷ nào giả dạng Thúy An, ra đây. Mày là quỷ nào? Mày đọc rồi. Mày lai. Mày đừng quýnh. Tao không quýnh. Mày quỷ nào? Mày lính của ai? Ma Dương. Ủa? Hồi nãy Thúy An nó cũng là Ma Dương mà. Mày khác gì vậy? Mày khai thì khác gì giống nãy đâu. Ý tao hỏi mày là quỷ nào? Tao một con. Cái gì? Một con bà già. Một dông bà già hả? Tại sao mày lại giả Thúy An? Ma Dương kêu. Bà già nào á? Tao gặp mày chưa? Chưa. Vì hôm nay mày tới số mày rồi. Tốt nhất mày hiện nguyên hình đi. Tao không hiện được. Tại sao? Ma Dương nó làm ắn lên, không thể hồi phục như trước. Chỉ có nó giải thì mới làm lại được. À, có nghĩa là cái hình hài của mày hiện tại giờ là do Ma Dương làm ra. Và cái thực này thì chỉ có nó giải cái thôi. Đúng. Mày không tự động biến hình được. Đúng. Là tại sao mà mày có cái chữ bùa trên cổ mày? Ma Dương làm. Sao có thằng Ma Dương gì nó biết như vậy? Thì nó chúa nó phải biết. Vậy thôi bây giờ mày chuẩn bị giờ hồ lô nhé. Tao bắt mày nhé. Sao? Được rồi, giờ tao sẽ hút lực của mày. Không được. Tại sao được? Tao còn con của tao nữa. Con gì? Hai đứa con của tao. Hai con mày là ai? Nói nhanh. Là con của tao. Mày tên gì? Lũ. Cái gì? Tên Lũ. Lũ hả? Đúng. Mày bao nhiêu tuổi rồi? 37. 37 tuổi mà mày bà già. Chồng tao kêu tao là bà già. Chồng mày có chết chưa? Còn. Vậy chồng mày chết. Con mày chết chưa? Còn. Ở còn không mày mắc mớ tới mày. Người ta sống kệ người ta đi, mày chết rồi nhưng bị đi cho thoát đi. Bạc làm gì là bị cái Ma Dương nữa. Tao hút mình lực mà chưa tính sao. Con nhỏ này, con quỷ này dám lừa mình. Chơi trò khép cửa nữa à. Ây da. Mày giỏi lắm. Tao khuyên mày nên quay đầu đi, ta giúp mày siêu thoát. Đi siêu thoát rồi có thằng làm cho mày yêu đúng không? Không. Mày đi thôi, nó còn càng làm cho Ma Dương nữa. Không đi hoài. Còn đi không được. Làm gì đi không được? Làm gì cũng được. Miễn mày muốn đi, tao giúp mày đi về. Tao chưa muốn. Mày không muốn. Vậy thì để tao bắt mày. Tao thu quýnh cho mày hiện nguyên hình. Cảm ơn mày, vậy được hai chiếc dép. Quỷ này giả dạng kìa. Quỷ giả dạng ra Thúy An. Là cái dòng bà già là tên Nụ cả nhà. 37 tuổi mà bà già gì. Mày chơi mày hù mày. Mày muốn hù họ hưởng nhan khói không? Nhan khói? Ừ. Tao sẽ cúng đây nè. Mày hưởng không? Gì hưởng tao cúng mày hưởng. Có cần trả tiền không? Mày có tiền không? Có. Đâu? Chị biết. Mỗi có tiền không? Ủa đồ của ai? Chị em. Tại sao mày có? Hả? Tao chợt nhớ ra một điều như thế này. Có lẽ Thúy An thật hiện tại không chừng vẫn còn tồn tại, nhưng người Ma Dương nhốt nó làm bộ biến tụi mày ra thành Thúy An để lừa tao. Giống như cái đầu hôm trước. của Thúy An. Và Thiên Ma hôm trước chưa chắc là Thiên Ma nữa. Thiên Ma đâu dễ dàng để tôi hút linh lực vậy, đúng không? Tao không biết. Mày khai đi, tao cúng cho mày hưởng. Mày khai đi, tao cúng cho mày hưởng đồ cúng ở đây. Khai cũng được. Sao? Nhưng mà không được làm hại tao. Ừ, tao không hại mày, bây giờ mày nói đi. Cái phán đoán của tao đúng không? Đúng. Giờ Thúy An vẫn còn tồn tại chưa bị ăn thịt? Nó đang bị quỷ dương nhốt hay gì? Hay là thế nào? Đúng. Nó đang bị hành hạ. Tại sao nó hành hạ Thúy An? Trong khi đó Thúy An làm việc cho mày mà. Tại vì nó là mấy cái con của Ma Dương bị mày đưa đi siêu hết. Biết là vậy, nhưng mà hiện tại bây giờ Thúy An đang làm việc cho Ma Dương cũng như mày. Thì bây giờ nó đã cùng băng cùng đảng với mày rồi thì tao bay hành hạ làm chi? Nhưng nó bắt không đủ. Vậy còn Thiên Ma hôm trước tao đưa siêu thoát là phải Thiên Ma không? Tao không biết, nhưng bữa dài không thấy nó. Không lẽ Thiên Ma mình về đơn giản để tao bắt vậy à? Tao không biết. Như vậy Thúy An vẫn còn tồn tại, đang bị nhốt chứ không phải là ăn thịt. Mày có thể chỉ điểm với tao chỗ nó bị nhốt không? Mày không đến đó nữa. Tại sao ạ? Nhiều con lắm. Vậy làm sao để tao cứu nó ra đây? Không sao đâu. Khi nào Ma Dương chết thì sẽ trả về thôi. Còn không á, biết đâu nó ăn thịt luôn sao mày? Thì thôi. Trước khi nó bị thịt mày phải chỉ tao cách giúp nó thoát mày. Thì cũng phải có một cái lỗ hở nào chứ. Nó trong hang sao biết? Cái gì? Ở trong hang làm sao mà biết? Ở trong hang. Đúng. Nhưng làm sao tao cứu được đây? Mày không còn biết. Dù gì nó cũng hết tình hết nghĩa mà. Tuy là tao với Thúy An đã hết tình hết nghĩa rồi, nhưng dù sao chăng nữa thì tao cũng là một người đã giúp dâm. Không lẽ thấy một cái vong linh của Thúy An đang bị tra tấn như thế thì tao giúp không được sao? Khó lắm. Mày có biết là nó nhiều vong lắm không? Bây giờ mày vô đó có là tìm chết thôi. Bây giờ mày chỉ tao cách giúp đi, tao cúng cho mày ăn. Cách giúp? Ừ. Cách nào mà tao có thể giúp nó thoát khỏi cái nơi mà nó bị quỷ dương phong ấn? Mày kêu đang bị nhốt thì tao kêu được. Tao quá chắc là cái pháp thuật của quỷ dương cũng rất là mạnh, mà phong ấn nó cũng rất là mạnh, chưa chắc gì tao giải được đâu. Quỷ dương cỡ nhớ mày muốn vô chỗ ngồi của nó không cũng khó. Mày biết bao nhiêu con quỷ canh ghét không? Bây giờ vậy đi, giờ tao cúng cho mày ăn đúng không? Ừ. Rồi cái mày về, mày gặp, mày về mày khảo sát coi là cái giờ giấc của quỷ dương đi như thế nào, mà quay lại báo tao hay. Tao canh cái giờ đi bắt linh hồn nó ăn, tao lỡ tao giải cứu Thúy An. Vậy có ổn không? Được, thì mày cứ làm theo ý tao đi. Được hay không là tự tao chịu. Nếu mà có thời gian, tao sẽ cách tao nói cái này đó là cho Thúy An về với mày. Được, vậy càng tốt. Xong rồi giúp nó đi siêu thoát liền, ngay vào liền. Ừ. Không được để nó đi nữa. Ừ. Nó đi nữa là nó sẽ khai tao thả nó ra. Xong rồi Dương sẽ hành hạ tao với nó. Ừ. Mà có thể nó ăn tao luôn. Ừ. Mày phải nhớ nói cái điều đó. Ừ. Rồi, bây giờ tao sẽ cúng kiến cho mày. Thì mày cứ làm theo ý mày đi. Miễn sao Thúy An về là được rồi. Nha. Yeah. Nhưng mà cũng không được. Làm gì? Nhiều con giả lắm. Không phải mình tao đâu. Thì tao không biết. Tao cũng có mỗi chữ bùa tao nhận gì nữa mày. Mà con nào cũng... Bây giờ sao chép mình thức dân rồi. Vậy sao ta? Tao tên Lụ. Ừ mày tên Lụ. Mày cũng kêu cô Lụ. Ừ Lụ Đạn. Không. Ừ là cô Lụ. Đời cô Lụ. Ừ cô Lụ đi đi, cô vậy tôi cúng kiến cho cô Lụ hưởng. Ừ. Vậy là vậy là có một manh mối rồi cả nhà. Nhưng mà liệu con quỷ Lụ này có thật hay không thì giờ thà tin có hơn không cả nhà. Ok cả nhà, thì nói chung thật sự mình cũng không biết là cái bà này nó đúng thật hay không nữa. Mà cũng hy vọng là Thúy An vẫn còn. Tuy là rằng á, mình với Thúy An á, thầy trò cũng đã kết thúc rồi. Nhưng dù sao đi nữa thì giúp nó được cũng đỡ mà không. Giờ giữ là hứa bà này cúng mình đèn cái đã. Mà giờ cái đám này là giả Thúy An quá. Mình không biết là con quỷ nào Thúy An thật luôn đó. Cái lá bùa mình vẽ trên cổ Thúy An mình cũng không biết nữa. Nó cũng không biết làm theo nữa. Lại thiệt quỷ Dương này ghê quá. Dạ. Thôi được rồi. Vậy là cũng xong rồi đó. Nó hiện ra mày ăn đi nha cô Lụ. Ăn nghe cô Lụ. Đi ra ngoài ra ăn đi. nói gì làm sao hả mày? Tao đang suy nghĩ làm sao để hãm em nha. Thì mày làm bộ ở gần khu vực đó, mày canh cái vị Dương đi mà thả. Tao không biết có bị bắt gặp không. Thì giờ mày cố gắng đi, rồi tao giúp mày siêu thoát luôn. Giúp mày siêu thoát rồi mai Dương, Quỷ Dương không làm mày được nữa. Tao sợ, tao không đi lại đâu được nữa. Mày thả rồi các mày cùng với hai nó đây luôn. Không được. Sao hả? Tao không muốn làm gì. Cái gì? Nói gì? Tao không biết cách để cứu được. Nhưng tao sợ khi tao đang làm thì Quỷ Dương sẽ dạy. Bây giờ mình nên giúp ra đi để sẽ được công đức, và tao sẽ là người giúp mày đi thoát. Thì Quỷ Dương cũng là mày cũng chưa. Tao sẽ không làm được. Không có lý do gì làm được. Quỷ Dương thì mạnh thật, nhưng mà cũng có lúc nó lơ là. Nếu mà Thúy An nó có về đó, nó sẽ về một mình. Tao sợ tao sẽ lại. Nếu mà nó về một mình thì làm sao tao biết đâu là thật đâu là giả? Mày cứ hỏi Quỷ Dương, tao thắng nó là người. Tao biết không? Bây giờ vậy, trước khi mình thả nó ra, cho đi á, mày hãy nói tên của mày cho nó biết. Có gì tao sẽ hỏi nó ai thả nó ra. Nếu mà nó đúng tên mày là thật. Còn nếu mà nó không đúng là giả. Được chưa? Được. Bây giờ mày hỏi nhanh xong chưa? Xong rồi. Xong thì giờ đi đi. Mai tao gặp Thúy An, tao hỏi liền. Chắc là khi mà tao gặp khi tao gặp mặt Thúy An tao sẽ hỏi liền là ai thả nó ra liền. Vậy thôi tao đi nè. Mình thì cũng hy vọng được Thúy An vẫn còn. Thì nó bậy. Mình hy vọng rằng Thúy An vẫn còn. Và cái con của bà tên nụ này bà sẽ giúp được Thúy An. Thì cái này thì ok, thì mình hãy đợi chờ ngày mai để xem thử coi cái điều có xảy ra hay không, và Thúy An thực sự còn tồn tại hay không. Ok, cảm ơn mọi người xem video rất nhiều. Chào mọi người, chúc mọi người nhiều phút. Thì phải nha.